Trên thị trường hàng hóa, bảng giá của 21 mặt hàng đã được giao dịch liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV tuần vừa qua chia thành hai nửa xanh đỏ rất rõ ràng. Sắc xanh phủ kín nhóm mặt hàng kim loại và nông sản, trong khi đó năng lượng và nguyên liệu công nghiệp chìm trong sắc đỏ khi mà đóng cửa tuần trước. Để có những thông tin chi tiết hơn, mời quý vị đến với những phân tích của biên tập viên Huy Hoàng. Vâng, chỉ số MXV Index đóng cửa giảm nhẹ 0,3% xuống mức là hơn 1.500 điểm Nhưng mà giá trị giao dịch trung bình tại MXV lại tăng 5,4% trong tuần trước Đạt mức 2.700 tỷ đồng mỗi phiên Dù giá trị giao dịch của nhóm ngạch mặt hàng nông sản vẫn chiếm trên 60% Nhưng sự biến động của thị trường hàng hóa nói chung trong tuần qua đã giúp các mặt hàng như là cà phê hay là dầu thô Có được tỷ trọng lớn hơn trong giá trị giao dịch tại MXV Giá hai mặt hàng cà phê chính trên thị trường thế giới là Arabica và Robusta đều đóng cửa giảm mạnh trong tuần trước. Giá cà phê Arabica đóng cửa giảm 4% xuống còn 2.402 đô la Mỹ một tấn, trong khi giá cà phê Robusta cũng giảm 5% xuống còn 1.290 đô la Mỹ một tấn. Sự sụt giảm của giá thế giới đã kéo theo sự đi xuống của giá cà phê trong nước. Giá cà phê nhân sô tại các tỉnh như là Tây Nguyên và Nam Bộ bị giảm 1.000 đồng một phiên 1 kg so với tuần trước, hiện đang giao dịch ở mức là 31.000 đồng một kg. Để biết thêm những thông tin về xu hướng giảm mạnh trên thị trường cà phê trong tuần qua, chúng tôi đã cuộc trao đổi nhanh với ông Ngô Tiến Dũng, giám đốc trung tâm giao dịch hàng hóa HTS, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Trong tuần qua, giá cà phê thế giới và Việt Nam đồng loạt giảm mạnh. Theo chúng tôi thì có hai nguyên nhân chính. Đầu tiên là thông tin về thời tiết có mưa nhiều hơn tại các khu vực trồng cà phê ở Brazil trong tháng 10. À, đó là tác nhân giúp cây cà phê ra hoa tốt hơn, à, báo hiệu một cái mùa vụ thu hoạch có năng suất cao. À, trong khi đó à, mùa vụ trước đó Brazil vừa thu hoạch một vụ cà phê có sản lượng cao kỷ lục. À, nguyên nhân thứ hai mà theo chúng tôi là quan trọng hơn đó là lo do lo ngại về đại dịch Covid-19 đang rất phức tạp ở khu vực châu Âu, nơi tiêu thụ cà phê lớn nhất trên thế giới. Chuyển sang các thông tin liên quan đến thị trường năng lượng, nơi ghi nhận mức sụt giảm rất lớn trong tuần trước, giá dầu Brent giảm 7,3% xuống còn 39,27 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu WTI cũng giảm gần 8% xuống mức 37,05 đô la Mỹ một thùng và là mức giá đóng cửa thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Thông tin từ nguồn cung dầu thô từ nhóm OPEC trong tháng 9 năm nay đã tăng 160.000 thùng một ngày so với tháng 8 đã phần nào tác động tới thị trường. Phần lớn nguồn cung tăng này đến từ Libya và Iran bởi cả hai được miễn trừ trong thỏa thuận cắt giảm của OPEC cộng. Nguồn cung tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ thì chưa hồi phục trở lại có thể sẽ là những thông tin gây áp lực lên giá dầu thô trong thời gian tới. Và những thông tin trên thị trường hàng hóa vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.